Ta-da, hôm nay mình sẽ mang đến cho tất cả mọi người một ít loại kẹo và bánh loại mới nữa nha. Mời mọi người cùng mình múc băng thử loại kẹo này nha. Để xem đây có hương vị gì nha mọi người. Wow, viên kẹo rất là đẹp nha. Wow, nhìn rất là đẹp mắt nha mọi người. Mình sẽ ăn thử nha. Kẹo này là kẹo có hương vị matcha sữa nha mọi người. Ngon quá. Rất là ngon. Tên 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 tiếp theo đây là kẹo nha sô cô la hương bạc hà nha mọi người. Mời mọi người cùng mình múc băng thử nha. Wow, hấp dẫn chưa nè. Mình sẽ ăn thử nha, coi hương vị như thế nào nha. Rất là ngon nha mọi người. Có nghe mùi vị của sô cô la nè, the mát của bạc hà nè, hòa quyện vào với nhau rất là ngon. Tên 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 tiếp theo đây là một loại snack, một loại bánh mì que vị gà giòn nước tương nha. Mời mọi người cùng mình thử cái vị nó như thế nào nha. Tên 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 tên. Cái sợi nó giống như sợi mì á mọi người ơi. Đây, mình sẽ thử nha. Cái vị của nó giống như cái vị của mì trẻ em cho mấy đứa nít ăn vậy đó mọi người. Cũng rất là ngon. Giòn, thơm mùi đậm vị nước tương nha. Ngon.